Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp mẫu cấu trúc nào trong chương trình sơ cấp N5. Các bạn cùng theo dõi nhé. Tanaka-san wa dou shimasu ka? Bioki desu ne. Minasan, bioki no toki nane o shimasu ka? Sou ra ne. Bioki no toki byouin ne ikimasu. Demo Tanaka-san wa ikimasen. Tanaka-san wa Bioki demo bioin ne ikimasen. Nghĩa là anh Tanaka cho dù bệnh cũng không đi bệnh viện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được học về mẫu câu cho dù cũng. Chúng ta cùng đeo phần cấu trúc ngày hôm nay nha. Ikura cộng với lại động từ chia về thể t. Về nay thì bỏ y thêm cư t. Tính từ đu y thì bỏ y thêm cư t. Tính từ đu na thì bỏ na thêm đế. Danh từ thì thêm đế. Cộng với chữ 1. T1, D1, nghĩa là cho dù về, cho dù tính từ, cho dù danh từ thì cũng. Dùng khi để diễn tả một hành động nào đó trong một hoàn cảnh nhất định, đáng ra là phải làm nhưng mà lại không làm. Một việc nào đó đáng ra là phải xảy ra nhưng mà lại không xảy ra, hoặc là một kết quả trái với quan niệm thông thường của mọi người. Còn chữ Ikura đặt ở đầu câu nhằm có tác dụng nhấn mạnh thêm cho mức độ của điều kiện. Trở lại với ví dụ đầu bài, chúng ta có Tanaka-san wa byouki demo byouin ne ikimasen. Anh Tanaka thì cho dù có bị bệnh cũng không đi bệnh viện. Thông thường thì chúng ta khi bị bệnh chúng ta sẽ đi bệnh viện đúng không nào? Nhưng mà anh Tanaka thì lại một việc đáng lẽ phải làm nhưng anh lại không làm. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng luyện tập qua các ví dụ nha. Ame ga furimasu ne. Karina-san wa nani o shimasu ka? So desu ne. Sentaku shimasu. Karina-san wa ame ga futtemo sentaku shimasu. Karina-san wa ame ga futtemo sentaku shimasu. Chị Karina thì cho dù mưa cũng giặt đồ. Tsugi. Nichiyobi desu ne. Nichiyobi minna yasumimasu ne. Demo Yamada-san wa hatarakimasu. Yamada-san wa nichiyobi demo hatarakimasu. Yamada-san wa nichiyobi demo hatarakimasu. Anh Yamada thì cho dù chủ nhật cũng làm việc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay cùng với cô. Các bạn nhớ ôn và luyện tập nhiều hơn mẫu ngữ pháp ngày hôm nay nha. Hai minasan sayonara, mata kono yoroshiku onegaishimasu.